Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, dù tăng trưởng đang chững lại, nhưng xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 vẫn mang về trên 1 tỷ đô la. Như vậy là trong quý 2, ngành này đã mang về 3,2 tỷ đô la, cao hơn 36% so với năm trước. Và đây thực sự là một thông tin rất là phấn khởi. Và mặt hàng tôm thì đã đóng góp rất là lớn trong thành công này, phải không chị Ái Hậu? Trong số hơn 1 tỷ đô la xuất khẩu thủy sản tháng 6, thì tôm chiếm gần phân nửa với 450 triệu đô la. Dù vậy thì mức tăng trưởng 7% của mặt hàng này được cho là khiêm tốn khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu. Lũy kế nửa đầu năm 2022, xuất khẩu tôm của nước ta đạt 2,3 tỷ đô la, tăng 33% so với cùng kỳ và chiếm 40% tổng giá trị xuất khẩu của ngành thủy sản. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, thì tôm thẻ chân trắng tươi, đông lạnh xay nhỏ đang được các thị trường ưa chuộng. Cụ thể, xuất khẩu tôm thẻ chân trắng chế biến chỉ tăng 17%, trong khi xuất khẩu tôm tươi, đông lạnh tăng 21%. Riêng mặt hàng tôm sú vẫn tăng 20% trong 6 tháng đầu năm, đạt 300 triệu đô la. Theo các địa phương gian biển đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng thiếu tôm nguyên liệu là do thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh xuất hiện bất ngờ. Ở vụ nuôi đầu tiên, 190 ao quy mô công nghiệp cho sản lượng đến 1.800 tấn. Tuy nhiên, đến vụ nuôi thứ hai, mưa xuất hiện nhiều, độ mặn xuống thấp, cộng thêm nắng nóng bất thường đã làm phát sinh nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên tôm. Vi bào tử trùng, đó là một cái loại ký sinh trùng loại bào tử, trong điều kiện bình thường thì nó sống trong dạng giáp xác đó, hoặc là một số cái loại động vật khác. Và khi gặp điều kiện khắc nghiệt thì nó co lại, có cái màng bảo vệ, cho nên là mình không diệt nó được. Hiện nay coi như đa số là bị phân trắng. Thứ nhất là ao đất, rồi ao bạc đó, vẫn có luôn. Thì hiện nay coi như đề nghị các cái nhà khoa học như nào để nghiên cứu làm sao có cái thuốc nào để coi như chỉ cái phân trắng này nó hết mà phải tôm được mau lớn nữa nó mới thành công. Chỉ riêng Sóc Trăng, thống kê sơ bộ đã có gần 1.600 hectare tôm nuôi bị thiệt hại, tăng gần 300 hectare so với cùng kỳ. Hiện ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho gần 27.000 hectare còn lại. Những cái thông tin về cái diễn biến thời tiết cũng như là tăng cường cái công tác quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh ở các vùng nuôi để làm sao mà giúp cho bà con chủ động trong công tác ứng phó và cái phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm trên tôm. Và song song đó thì tăng cường các cái cuộc hội nghị, hội thảo về các cái chuyên đề để mà chúng ta có những giải pháp để mà ứng phó với những cái dịch bệnh nguy hiểm trên tôm. Hiện giá tôm thẻ loại 20 con dao động từ 230.000 đến 240.000 đồng một ký, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ. Dù giá nguyên liệu tăng cao, nhưng nhiều doanh nghiệp chế biến vẫn gặp khó trong khâu thu mua, ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu. 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Sóc Trăng đạt khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Và Sóc Trăng là địa phương 2 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm. Năm vừa rồi là gần 1,3 tỷ đô la. Liệu rằng chuyện thiếu nguyên liệu và thời tiết bên cạnh đó là dịch bệnh thì có làm ảnh hưởng tới ngành hàng lợi thế này hay không chị Ái Hậu? Điều đó là chắc chắn ạ. Cũng vì thế mà Sóc Trăng hay những địa phương có diện tích nuôi tôm lớn khác ở đồng bằng sông Cửu Long khuyến khích tăng cường các chuỗi liên kết, đầu tư công nghệ nhằm gia tăng năng suất, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Sóc Trăng hiện có khoảng 40.000 cơ sở nuôi tôm, tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Mỹ Xuyên, Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu. Trong số này là vùng nuôi tập trung của nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Nhờ đầu tư hệ thống ao nuôi bài bản, doanh nghiệp này chủ động trong việc điều tiết mật độ nuôi, từ đó giảm áp lực dịch bệnh, giúp tôm phát triển tốt. Tình hình xuất khẩu rất tốt, bán rất là được. Hiện nay thì đơn vị mình đang đẩy mạnh hàng đi đâu ạ? Đi Nhật, Hàn Quốc, Úc, châu Âu, so ra với năm rồi tăng khoảng 10%. Giá trị. Dạ. Với cái vùng nguyên liệu của mình hiện nay thì mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm cái nhu cầu nhà máy? Khoảng 15-20% nhà máy. Ngoài sự chủ động dùng nguyên liệu của doanh nghiệp, địa phương cũng đẩy mạnh các chuỗi liên kết giữa nhà máy chế biến với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Mấy năm nay, bà con xã viên hợp tác xã Hoàng Nghĩa không phải lo lắng về giá cả đầu ra của con tôm. Từ khi chuyển sang canh tác theo tiêu chuẩn do doanh nghiệp chuyển giao, sản phẩm làm ra sạch, an toàn, không dư lượng kháng sinh, từ đó được thu mua cao hơn giá thị trường từ 2.000 đến 10.000 đồng một ký. Hiện nay thì trong hợp tác xã là có khoảng 90 hectare là nuôi tôm đạt cái chuẩn AC. Nhưng mà cái hướng tới là mình chỉ tăng cái diện tích, chỉ tăng sản lượng thôi, chứ còn diện tích nuôi thì mình chắc cũng chưa tăng. Mình tăng cái từ ao đất lên ao bạc cho nó tăng sản lượng thôi. Chúng tôi sẽ tham mưu cho ngành để mà chúng ta có cái đầu tư cơ sở hạ tầng như điện, thủy lợi, giao thông và logistics cho các cái vùng để chúng ta
phát triển cho nó phù hợp với mỗi vùng trên cái đặc thù của chúng ta. Hiện Sóc Trăng đã cấp mã số cho gần 3.600 vùng nuôi tôm của hộ dân và doanh nghiệp, đồng thời xúc tiến quyết liệt trong thời gian tới. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành các chuỗi liên kết bền vững, gắn truy xuất nguồn gốc. Năm 2022, Sóc Trăng phấn đấu đạt sản lượng tôm nuôi nước lợ hơn 196.000 tấn và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.